chưa này, chưa này, chưa này. Ê, này, đánh xong rồi anh em mình bây giờ đi vào đi. Đi. Thị Nhung 11A1 Thu Thảo. Cuộc đời chúng tôi lắm lúc thăng trầm ngồi tôi vào chốn yên bình nắng vương này là vào những giấc mơ khờ dại giờ em chẳng còn sợ bóng đêm dài vì anh sẽ bên cạnh mãi mãi. Mấy người sẽ bị bắn lốc khỏi cái trường này trong vòng một nốt nhạc. Học sinh ngoan, sau đi khám bác là một học sinh ngoan. Cậu tuy là con gái nhưng rất thông minh. Cậu có phương án nào để đưa chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh này? Thì hãy nói đi. Phương án của tôi là đội trưởng đi đâu, tôi đi đấy. Em đang nghỉ hưu, mẹ đến hè, em xin mẹ đi cắt đầu cua, dùng đi đá bóng. Tôi nhận được cái giải này, bây giờ chắc mẹ em bắt em về trong giải chạm đất mất. Em không thích đâu. Làm việc from 9 to 5, tan ca thật mỏi, biết em biết phải cùng ai. Đường về tuyệt nhiên là không khó. Không mau thì đừng trách con. Trong năm chỉ có một ngày, mỗi ngày chỉ có một giờ. Hôm nay không cá là phải có tung. Xin mời dâu rẻ Thảo Dương ra ngoài. Quá.
Nào, bây giờ thì bắt đầu, nhào vô. Theo mày thì nên phải làm gì bây giờ? Cười cười này ạ, chắc đang mơ một giấc mơ đẹp đấy. Tao biết phải làm gì rồi. Hoàng Anh ơi, mày kiếm tao viên sỏi bé bé, ném con Thảo nghe kêu chơi phát. Lấy tao cho thêm viên nữa hả? Lên. Nhưng mà xe này cao quá, em đổi xe khác được không anh? Đổi xe nào? Xe này anh. Chắc muốn mình thì cái yeah. Cái pháo đã mang anh đến chơi với. Oh my god, wow, đang từ
vừa là ai sinh nên năm mới cùng người Việt Nam. Đứng chơi đến giữa ngã đặt nơi nhà đưa nhau qua đường bên xe đây tình nhà anh sẽ đưa duyên từ nhà tay buông tay đi nó xuống tôi nhìn qua. Khi đồ ăn bị ôi thiêu thì chúng ta phải làm sao? Vậy mình phải bỏ đi chứ sao ăn được cô? Xịt nước hoa vô ăn tiếp. Không phải để bê đê nó nổi nóng cơ.